Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, phì đại tiền liệt tuyến là nỗi ám ảnh của hơn 30 triệu nam giới trên toàn cầu. Tuy là bệnh lành tính nhưng nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm. Và để điều trị phì đại tiền liệt tuyến bên cạnh sử dụng thuốc tây, thì việc kết hợp dùng các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên đang được các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đánh giá cao. Như vậy, đâu là những tiêu chí để lựa chọn sản phẩm từ thảo dược an toàn và hiệu quả cho người dùng? Để giúp cho tất cả quý vị khán giả có thể tìm được câu trả lời, chương trình đã mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh để có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả xoay quanh chủ đề ngày hôm nay: giảm nhanh tiểu đêm, tiểu khó, phì đại tiền liệt tuyến một cách an toàn hiệu quả bằng thảo dược. Và lời đầu tiên thì Quang Quý xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình tham dự chương trình hôm nay ạ. Xin chào MC Quang Quý, xin chào quý vị khán giả. Và kính thưa tất cả quý vị, tổng đài 1900 3192 của chúng tôi đã mở. Quý vị khán giả nào đang gặp phải tình trạng phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó, hãy gọi ngay đến tổng đài 1900 3192 để đặt câu hỏi cho bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tiền Thiên Đan đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Phổ Biết. Với chiết xuất AGE Pros độc quyền từ Mỹ, Tiền Thiên Đan là một giải pháp từ thảo dược hiệu quả cho người bị phì đại tiền liệt tuyến được các chuyên gia trong và ngoài nước khuyên dùng. Khả năng ức chế lên đến 62,5% enzyme chuyển hóa hormone sinh dục 5-alpha reductase, tiểu đêm từ 3 đến 4 lần giảm xuống còn 0 đến 1 lần, giảm tình trạng tiểu sóng, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó. Kết quả nghiên cứu được ghi nhận tại Úc năm 2017. Và một tin vui dành cho quý vị khán giả, nhãn hàng Tiền Thiên Đan dành tặng 100 suất ưu đãi đặc biệt mua 1 tặng 1 cho 100 khách hàng đầu tiên gọi về số điện thoại miễn cước 1800 6723 để đặt mua Tiền Thiên Đan. Cụ thể, 100 khách hàng đầu tiên đặt mua một hộp Tiền Thiên Đan 80 viên sẽ được tặng ngay một hộp Tiền Thiên Đan 20 viên. Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và chương trình ưu đãi, quý vị hãy liên hệ số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 1800 6723. Và bây giờ thì quân quý mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với bác sĩ quý vị nha. Kính thưa bác sĩ, chúng ta có thể thấy là hiện nay việc mà sử dụng thảo dược giúp cho điều trị phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm rồi tiểu nhiều lần và tiểu khó nữa được người bệnh cực kỳ quan tâm, tại vì cái tính an toàn, hiệu quả và đặc biệt là có thể sử dụng lâu dài. Tuy nhiên thì không phải sản phẩm thảo dược nào cũng thật sự tốt cho người bệnh. Như vậy thì đâu là những tiêu chí quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn những sản phẩm thảo dược để giúp điều trị phì đại tiền liệt tuyến thưa bác sĩ? Dạ vâng. Cũng đúng như MC Quang Quý đã nói thì xin chào quý vị. Cái sản phẩm về dược liệu bây giờ thì rất là nhiều. Thật là trước đây người ta cũng đã sử dụng những cái dược liệu để người ta chữa những cái bệnh về rối loạn đường tiểu. Thì có rất là nhiều dược liệu để nó hỗ trợ trong vấn đề đó. Tuy nhiên bây giờ tới cái những cái yêu cầu cao hơn của người bệnh nhân cũng như với những cái yêu cầu khắt khe của những cái nhà sản xuất của Bộ Y tế của để mà người ta có những cái đưa ra những cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn được những cái thuốc, những cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta an tâm hơn trong quá trình sử dụng để điều trị những bệnh lý của mình. Thì đầu tiên chúng ta phải nhớ là một cái sản phẩm, một cái giải pháp hay một sản phẩm nào đó thì cần phải có được thông qua của Bộ Y tế, nghĩa là cấp phép của Bộ Y tế. Thứ hai, cái sản phẩm đó nó phải được các nhà khoa học có nghiên cứu, có đánh giá lâm sàng, có phân chất ra coi nó có chất gì để có tác dụng trên cái thành phần đó, trên cái bệnh lý đó, thì đó là cái điều cần thiết. Thứ hai, thứ ba là nó phải có được cái những nhà sản xuất có uy tín sản xuất ra cái sản phẩm đó, thì đó là những cái tiêu chí mà chúng ta có thể, khi chúng ta có đạt được những tiêu chí đó thì chúng ta có thể an tâm sử dụng. Thì nói về cái bệnh lý phì đại tiền liệt tuyến thì trước đây có cũng rất là nhiều, và có nhiều sản phẩm thì tôi biết thì có một cái sản phẩm mà nó chứa được những cái, nó được phân chất thành cái chiết xuất ra được là từ cây hoa ngũ sắc, nó có là cái tên là AGE Pros. Dạ. Nghĩa là cái chất đó nó rất là hiệu quả trong cái chuyện mà làm cho giảm được cái kích thước phì đại tiền liệt tuyến. Thì tôi nhớ vào năm 2017 thì có tiến sĩ ở Úc, cái tên là Elizabeth Steele, thì mà ta đã nghiên cứu cùng với cộng sự trong về đánh giá của AGE Pros để đánh giá coi sự cái độ ức chế men 5-alpha reductase của cái chất này như thế nào. Thì trên 109 bệnh nhân thì khi mà nghiên cứu xong thì người ta cho kết luận là AGE Pros nó có thể ức chế hoạt động của 5-alpha reductase tới
62,5%. Và chúng ta biết rằng cái men non-alpha điều đó ta là cái men mà cái hoạt động của men đó khi nó hoạt động nhiều như vậy á, thì nó sẽ làm cho tăng cái sự sản xuất ra cái hormone gọi là dihydrotestosterone. Mà dihydrotestosterone là một nguyên nhân đầu tiên để nó làm cho tăng cái kích thước tiểu đường tuyến. Thành thử khi chúng ta ức chế được cái men đó trong thì nó giúp cho cái tiểu đường tuyến sẽ nhỏ lại. Và cái nghiên cứu này đã đánh giá được trong 48 tiếng đồng hồ thì nó đã giảm được 62,5%. Đồng thời nó giảm được các triệu chứng lâm sàng giống như là bớt tình trạng đi tiểu, bớt tình trạng rối loạn vi tiểu như là tiểu nhiều, tiểu khó và tiểu lắt nhắt. Thì cái đó là cái hiệu quả thứ hai. Cái thứ ba là dựa trên cái thang điểm mà để đánh giá về rối loạn đi tiểu á, thì gọi là IBSS á, thì người ta thấy giảm từ 22 xuống còn có 15 điểm, nghĩa là rất là tốt. Đồng thời nó lại là một cái sản phẩm từ dược liệu, thành thử nên nó không có tác dụng phụ. Tôi nghĩ rằng đây là một cái khi chúng ta chọn những sản phẩm như vậy, nó có những cái nghiên cứu rõ ràng như vậy và có những cái thành phần tốt như vậy để cho cái hiệu quả trong hỗ trợ điều trị bệnh lý phì đại tiểu tuyến, thì tôi nghĩ đó là một cái chúng ta nên lựa chọn. Dạ vâng ạ, gọi nôm na giống như là cái gì mà mình bỏ vào miệng của mình thì mình phải rất là kỹ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và thật sự thưa quý vị, thông qua những chia sẻ của bác sĩ thì quý vị có thể thấy rằng là việc lựa chọn sản phẩm, nhất là sản phẩm có chiết xuất từ thảo dược để có thể hỗ trợ tình trạng phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó, cần phải đặc biệt lưu ý và chú trọng rất là nhiều. Chính vì vậy thì quý vị khán giả nào chúng ta đang gặp tình trạng bệnh lý nêu trên thì đừng ngần ngại ạ, hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 3192 để được bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh có thể trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc. Và rất là nhanh chóng, tổng đài 1900 3192 của chúng tôi đã nhận được câu hỏi của một vị khán giả đầu tiên ạ. Xin được mời bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Dạ xin chào bác sĩ và bác sĩ ạ. Dạ vâng. Dạ, xin chào ạ. Anh có thể giới thiệu về mình và cũng như là đặt câu hỏi cho bác sĩ được không ạ? Dạ, tôi tên là Lê Văn Nam, năm nay 65 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, quý vị. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị tiểu đêm 5-6 lần, đi tiểu là rất là khó, cứ phải đứng rặn tiểu rất lâu. Nên tiểu khó vậy nên nhiều lúc mà có việc dội tôi đi tiểu không có hết, một lúc sau nó lại xón ra quần, rất khó chịu bác sĩ. Đang xem chương trình thì thấy bác sĩ tư vấn về cái bệnh này. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi bệnh này là bệnh gì và uống thuốc gì thưa bác sĩ? Xin phép hỏi anh đã được chẩn đoán ở đâu chưa? Anh đi khám dạ, và chẩn đoán ở đâu chưa? Dạ chưa bác sĩ. Anh có dùng thuốc gì chưa? Dạ cũng chưa có dám dùng thuốc gì hết á. Dạ vâng, thì xin phép anh được để tôi tư vấn cho anh như thế này. Dạ. Thứ nhất những cái triệu chứng anh nêu ra giống như là tiểu nhiều lần, tiểu ban ngày nè, tiểu lắc, tiểu ban đêm nè, tiểu nhiều lần ban đêm là thường là ban ngày mà đi quá 8 lần hoặc ban đêm đi quá 4 lần thì gọi là cái tình trạng đi tiểu nhiều lần. Của ban ngày và ban đêm. Thứ hai là anh có tình trạng tiểu là tiểu khó, nghĩa là tiểu đứng lâu lắm nước tiểu nó ra và sau khi ra đi tiểu xong nó lại rịn ra một ít. Thì thường là tiểu nước tiểu nó nằm bao quanh bên cái niệu đạo và nằm sát với cổ bàng quang. Thành thử nên khi nó bị phì đại lên thì nó ép vào niệu đạo. Và đồng thời nó làm cho, từ đó nó làm cho khi chúng ta đi tiểu chúng ta phải rặn nhiều lắm chúng ta mới đẩy nước tiểu ra ngoài được. Yeah. Đồng thời nó kích thích lên cổ bàng quang làm cho chúng ta đi tiểu nhiều, nghĩa là tiểu nhiều lần ban ngày ban đêm và nhiều khi là tiểu xong nó vẫn còn rịt ra một ít, đó là do tiểu són. Thì đó là những cái cách của cái bệnh lý tiểu đường tuyến. Khi anh được tôi nghĩ rằng cái với cái khả năng của anh thì khả năng anh bị phì đại tiểu đường tuyến nhiều do ở tuổi anh cũng là thuộc tuổi trung niên rồi. Thì cái tình trạng của anh nó có khả năng với cái triệu chứng của anh thì tôi thấy khả năng của bị phì đại tiểu đường tuyến có nhiều. Tuy nhiên anh cũng nên đi khám để đánh giá tình trạng của mình, cái tiểu đường tuyến nó to bao nhiêu và nó có những cái vấn đề gì hay không, nó có hóa ung thư hay không thì chúng ta phải đi khám cẩn thận. Thì đó là cái cần thiết, tại vì nếu chúng ta không làm thì cũng đó, nếu chúng ta để như vậy thì nó có những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Giả sử như nó bí tiểu, nó làm cho nó to quá, nó bí tiểu, nó làm cho ảnh hưởng tới cái chuyện đi tiểu của mình. Thứ hai là nước tiểu nó ứ trong bàng quang thì nó làm cho tạo nên sỏi, hoặc nó ứ đài bể thận thì nó có thể gây sỏi và thậm chí nhiều khi nó ứ lâu quá nó có thể gây suy thận. Ngoài ra nó còn có thể gây nhiễm trùng tiểu nữa. Thì đó là những cái biến chứng mà có khả dĩ nó xảy ra, nó làm cho ảnh hưởng tới bệnh lý của anh. Thì tôi nghĩ anh cái đi khám là điều đầu tiên. Thì nếu anh chưa đi khám kịp thì anh có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm mà tôi có giới thiệu, nghĩa là có nói hồi nãy, nghĩa là nó giúp cho chiết xuất ra cái hoạt chất gọi là AGE-PROS, nghĩa là cái chất đó nó giúp cho ức chế được cái men 5-alpha reducta. Cái hoạt động của men 5-alpha reducta khi nó giảm được thì nó sẽ giảm được cái gọi là cái dihydrotestosterone, mà đó là cái nguyên nhân làm cho tiền liệt tuyến phì đại. Thì đó là cái cơ chế mà chúng ta, đó là cái giải pháp mà chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ cho cái tình trạng bị phì đại tiền liệt tuyến mà khi anh chưa được đi khám cụ thể. Thì khi anh sử dụng hỗ trợ sản phẩm đó thì tôi nghĩ rằng đó là cái cách để anh giúp cho anh giảm bớt những cái triệu chứng của anh.
Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ. Và kính thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là khi mà lựa chọn thuốc để hỗ trợ cái tình trạng và phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són và tiểu không hết bãi, và đặc biệt là tiểu rắc và tiểu khó, cảm giác rất là khó chịu, quý vị có thể tham khảo các biện pháp sử dụng những loại tháo dược như là tiền thiên đan. Sản phẩm tiền thiên đan có chiết xuất là AGE Pros, giống như bác sĩ đã vừa chia sẻ, từ cây hoa ngũ sắc, giàu hoạt tính sinh học tại vùng biển Caribe bởi GE Nutrients của Mỹ, bằng công nghệ hiện đại và độc quyền từ Mỹ, thì là một giải pháp từ tháo dược một cách hiệu quả cho người bị phì đại tiền liệt tuyến, được các chuyên gia trong nước đánh giá cao tại Hội nghị Tiết niệu Thận học Việt Nam năm 2021. Và đặc biệt, ngay trong thời gian chương trình diễn ra, thì Tiền Thiên Đan đang có chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 cho 100 khán giả đầu tiên mua sản phẩm qua số điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800 6723, thưa quý vị. Và để tiếp tục chương trình thì tổng đài 1900 3192 của chúng tôi vẫn đang mở. Quý vị nào nếu mà gặp đang tình trạng là phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó, hãy gọi ngay đến tổng đài 1900 3192 để đặt câu hỏi cho bác sĩ chuyên khoa hại Lý Bá Tước đến từ Bệnh viện Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nha. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ ưu tiên kết nối với khán giả gọi về sớm nhất. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả tiếp theo. Xin được mời bộ phận kỹ thuật ạ. Alo, chào bác sĩ. Tôi tên Long, 74 tuổi, ở Đồng Nai. Tôi bị phì đại tiền liệt tuyến cách đây chục năm, có đi mổ ở Sài Gòn. Sau lần đó về thì không bị đi tiểu nhiều nữa, khỏi bệnh rồi. Nhưng từ năm ngoái tôi lại bắt đầu thấy đi tiểu khó hơn. Vì sức khỏe cao không cho phép đi khám, nên tôi vẫn ở nhà uống mấy loại lá, sắc uống nhưng không ăn thua. Xin bác sĩ tư vấn trường hợp của tôi nên chú ý ăn uống gì để cải thiện bệnh, chứ uống nhiều thuốc Tây tôi bị nóng. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, vâng, thì xin chào chú. Cái tình trạng của chú là như vậy, chú đã mổ rồi, mà nó làm bây giờ sau một thời gian mổ, thường ra sau mổ thì nó sẽ rất là tốt, nó sẽ làm cho đường tiền liệt tuyến đó, người ta tại ta cắt đi những cái phần xơ. Nhưng mà đặc biệt là khi mổ xong người ta chỉ cắt được phần xơ thôi, còn cái nguyên nhân mà nó gây ra tình trạng phì đại tiền liệt tuyến ấy, thì là do cái tình trạng cái hoạt động của men 5 alpha reductase đó, thì nó không có ức chế được nghĩa là ức chế được cái men đó, thì sau đó thì khi mà chú mổ xong một thời gian thì những cái tế bào tiền liệt tuyến còn lại, những cái phần tiền liệt tuyến còn lại nó sẽ lớn lên lại, nên do tình trạng nó vẫn bị kích thích và nó lớn lên. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái thường hay gặp, thì đa số những người mổ, đa một 4 người mổ thì cũng trong đó cũng có một người bị trở lại, nghĩa là nó phì lại, nó sưng, nó to trở lại rất là khó chịu. Thì đó là cái mà như chú đang bị đấy, nghĩa là chú bắt đầu bị đấy. Thì nếu mà thực được thì chú nên đi kiểm tra lại, chú đánh giá lại cái tình trạng tiểu liệt tuyến của mình và coi nó có tình trạng phải thật là do nó to không, hay là do một lý do nào khác nữa, thì đó là điều cần thiết. Còn nếu chú nói hỏi về ăn uống để mà nó hỗ trợ cho bệnh lý tiểu liệt tuyến thì tôi nghĩ rằng chú với tiểu liệt tuyến thì do cái ngoài cái yếu tố về tại chỗ giống như là ức chế cái năm alpha, cái hoạt động của men 5 alpha reductase, thì chúng ta có thể nên tránh những cái chất kích thích như là cà phê hay rượu hay thuốc lá. Thuốc lá với rượu nó ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì nó làm cho ảnh hưởng mạch máu, nó làm cho giảm cái sơ mạch, làm cho máu nuôi tiểu liệt tuyến nó kém đi, và lúc đó nó sẽ làm cho tiểu liệt tuyến, nó cũng là một yếu tố giúp cho cái tiểu liệt tuyến nó không có phát triển quá nhanh. Thứ hai là khi chúng ta ăn uống thì chúng ta chú ý là phải uống nước đủ, nghĩa là một ngày khoảng 2 lít 2 lít rưỡi, thì lượng nước nó sẽ giúp cho điều hòa cái giải độc bớt, nó điều hòa cái trao đổi chất bớt, để nó giúp cho những cái gì mà nó, cái cơ thể mà cần đào thải ra ngoài thì nó đào thải được. Nhưng mà đa số một số người, như không biết chú có hay không, thì đa số là khi mà uống nước bị đi tiểu nhiều vậy đó thì người ta ngại uống nước lắm, người ta nói uống nước nhiều quá, đi tiểu hoài khó chịu quá. Nhưng mà chú nên nhớ rằng nước nó ảnh hưởng không chỉ ở tiền liệt tuyến không, mà nó là ảnh hưởng cả cơ thể mình nữa. Nếu chúng ta không uống thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều cơ quan lắm, và nó làm cho cơ thể chúng ta mệt mỏi và khô khốc, rất là khó chịu. Thì đồng thời khi mà chú sợ mà đi tiểu ban đêm á, thì có thể đi tiểu nhiều làm chú mất ngủ á, thì chú có thể uống nước. Ví dụ một ngày như tuổi chú trung bình uống khoảng 1,5 lít tới 2 lít, thì chú uống ví dụ như khoảng từ sáng tới khoảng chừng, ví dụ bây giờ tôi ví dụ là 9 giờ chú đi ngủ đi, thì khoảng tới 8 giờ 7 giờ rưỡi là chú đừng uống nữa. Chú lúc đó nếu chú khô mỏi miệng quá thì chú nhấp nước một chút thôi, thì ban đêm mới lượng nước tiểu nó ít, thì nó cũng sẽ giúp cho chú bớt cái tình trạng đi tiểu đêm. Đó là điều cần thiết. Ngoài ra chú có thể tập thêm, ví dụ như chú đang đi tiểu, chú ngắt lại để chú giảm bớt cái tình trạng kích thích đường tiểu, để nó tập quen lại cái thói quen đi tiểu của mình. Hoặc là chú chia tăng cái thời gian đi tiểu dài ra, ví dụ như chú ghi lại thứ 7 giờ sáng chú đi tiểu, tới 8 giờ chú đi tiểu một lần nữa, thì lần sau chú đi ráng kéo dài hơn một tiếng, như là khoảng chừng 8 giờ
Thì tới 9 giờ 15 mình hãy đi, chứ đừng 9 giờ mình đi, nghĩa là mình tập dần để mình tăng cái thời gian gian cái kéo dài để tập quen của cơ bằng quang, để nó giúp quen chứa nước tiểu cho tốt hơn, thì lúc đó nó sẽ bớt cái tình trạng đi tiểu của chú ban ngày. Thì ngoài ra chú có thể sử dụng thêm, hỗ trợ thêm các sản phẩm có chứa Agerose để giúp cho hỗ trợ cho cái bệnh lý của chú, nó ngăn ngừa được cái hoạt động của men 5 alpha reducta, thì tôi nghĩ rằng nó cũng là cái yếu tố hữu ích trong giai đoạn mà chú chưa đi khám được. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thật sự là với câu hỏi vừa rồi thì Quang Quý cũng thấy là vị khán giả của chúng ta rất là sợ uống thuốc, uống nhiều bị nóng, đúng không ạ? Thì nếu như mà tất cả quý vị chúng ta thấy được là mình đổi sang sử dụng thảo dược thì đó cũng là một trong những cái điều mà rất là tốt. Và kính thưa quý vị, tổng đài 1900 3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi vẫn đang mở. Quý vị đang gặp tình trạng phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không hết bãi, tiểu rác và tiểu khó, muốn được bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước tư vấn trực tiếp thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ nhanh tới số tổng đài 1900 3192 để kết nối với bác sĩ của chương trình quý vị nha. Và tiếp theo thì xin mời bộ phận kỹ thuật có thể kết nối với vị khán giả ở đầu dây bên kia ạ. Alo. Alo. Dạ, xin được chào chú ạ. Dạ, chào chú. Dạ, chú dạ, giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho bác sĩ đi ạ. Cho tôi giờ hỏi vậy. Tôi là tên là Lâm Văn Thù à. Ở Tây Ninh, ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ha. Mà tôi có cái bệnh hồi đó là tôi bị mổ trứng giái đi ha. Cái mổ trứng giái á, nó mổ nó bự ra đó. Mổ rồi từ mổ nay mấy năm rồi mà giờ nó sanh ra cái chứng bệnh là tiểu đêm 4-5 lần. Rồi đi mình đi không kịp, láng quần luôn. Nói vậy. Ban ngày cũng vậy nữa. Ban ngày nếu mình đi thì bắt đây bắt tiểu là mình chạy chứ không chạy là hoàng đang quật. Rồi chú có đi khám cái tình trạng của chú lần nào chưa? Hả? Chú có đi khám cái tình trạng đi tiểu nhiều của chú thì lần nào chưa? Có khám mà khám bên đông y á. Khám đông y ở huyện á thì nói bị gì đó rồi bị uống nước cho nhiều. Rồi đưa thuốc tắc á. Cho uống. Mà cũng không có kết quả gì, cũng như vậy. Rồi nó có vậy. Rồi bác sĩ đi bác sĩ thành phố khám thì nói bây giờ tình trạng đó chú đứng chú đái chừng nào mà hết thôi. Đứng đái chừng nào hết thôi gì đấy. Thì ấy vậy, mà đái là mình nói hết rồi, mình bỏ quần vô quần thì tuôn ra ở quần. Dạ rồi, thì xin phép được tư vấn của chú như sau. Cái tình trạng của chú á, nó có mấy cái về gọi là rối loạn về đi tiểu, thì chú có thể là đi rối loạn về tiểu nếu chú siêu âm chú đã chẩn đoán rồi mà tiền liệt tuyến chứ không còn to, nghĩa là chú không có bị phì đại tiền liệt tuyến. Còn nếu mà chú vẫn đi tiểu nhiều như cái tình trạng chú mô tả, nghĩa là tiểu mà nó không kịp ghìm lại, kiểu gấp á, gọi là kiểu gấp á, khi mắc tiểu là phải đi liền, hoặc là tiểu và là tiểu nhiều trong lần trong ngày và tiểu nhiều lần trong đêm, cũng như là tiểu xón ra quần, thì cái đó là đa số khả năng là chú bị gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt. Nghĩa là cái tình trạng đó nó làm cho kích thích đường tiểu và làm cho cái đường tiểu của chú nó bị không có giữ được nước tiểu. Thay vì trước nên nó giữ được 400ml đi, thì bây giờ chú khoảng 100ml là chú bị đi rồi. Thì cái đó là do cái yếu tố về thần kinh của bàng quang nó bị yếu đi. Thì theo tôi thì chú để chú hạn chế điều đó thì chú nên cố gắng đầu tiên là bớt uống nước ban ngày nè. Nghĩa là ban ngày chú uống xong chú tới gần tối chú làm giảm, hạn chế bớt. Thứ hai là chú tập đi tiểu là chú đi chia cái thời gian đi tiểu nhiều ra. Ví dụ thay vì chú ráng nín, ví dụ chú mắc tiểu thì chú đừng có đi liền. Chú nín để chú khoảng chừng 15-20 phút nữa chú hay đi. Chú tập như vậy hoài thì nó cũng là một yếu tố giúp cho cái bệnh lý của chú nó bớt đi. Ví dụ chú đi tiểu nhiều như vậy thì chú cố gắng ăn thêm bớt những cái chất kích thích, giả thử như là rượu chú, nếu chú uống hay là cà phê hay là thuốc lá chú phải giảm đi, chứ nếu kích thích quỳ hoài nhiều chú cũng bị. Đồng thời cái hội chứng này nó có một yếu tố nữa là nếu chú stress căng thẳng nhiều quá nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái bệnh lý của chú và nó sẽ làm cho chú rất là phiền, nghĩa là căng thẳng quá nó cũng làm cho cái tình trạng dễ đi tiểu nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng đó là những cái mà tôi có thể khuyên chú. Thì nếu chú tập đồng thời chú có thể tập cơ sàn chậu, ví dụ như cô chú nằm ngửa để chú đạp xe đạp để chú hỗ trợ cái vùng hông chậu là một. Chú ngồi chú có thể như chú đi tiểu chú nín lại, đang đi tiểu chú nín lại một lần để chú làm giảm bớt cái tình trạng kích thích đường tiểu nhiều quá. Thì đó là những cái mà chú có thể sử dụng để chú hạn chế bớt cái tình trạng đi tiểu của chú. Nghĩa là rõ ràng khi chú đi khám chú không có cái vấn đề về đường tiểu như bác sĩ người ta nói, thì chú có nên tập như vậy thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cho chú bớt được cái tình trạng bệnh lý của chú. Dạ vâng.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả đã gửi về cho chương trình. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ đây thì cũng thông qua tổng đài đang hiển thị trên màn hình của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu của một vị khán giả tiếp theo cũng muốn đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc ạ. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. 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 Alo, dạ, xin được chào vị khán giả ạ. Không biết là chú có thể giới thiệu về tên của mình cũng như là nơi gọi đến và đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi được không ạ? Tôi là Tống Quang Lầu ở Khánh Hòa nè. Dạ vâng. Dạ. Tôi bị tiến tiền liệt mấy năm rồi, mà uống thuốc riêng mà to to đó mà cũng khám mấy lần mà uống bây giờ uống cứ vẫn là không hết mà lại là nó càng ngày nó tiểu một đêm là cả mười mấy lần luôn. Mà tiểu mà nó bị vôi trắng vôi hóa. Nó đóng lại trắng mà trắng rồi bây giờ bữa nay nước tiểu đỏ vàng đó. Yeah. Như vậy là uống cái tiền thiền đan gì đây có được không ạ? Dạ vâng, xin chào chú. Thì sẽ tư vấn cho chú như vậy. Thứ nhất là cái tiền liệt tiếng chú phát hiện đã to rồi. Phát hiện đã to rồi thì thứ nhất là chú đầu tiên là chú cố gắng chú theo dõi cái bệnh lý của mình và chú có những cái đang dùng thuốc, thường nó dùng bên thuốc Tây á, người ta sẽ chọn hai loại thuốc. Thuốc đầu tiên là người ta gọi là ức chế alpha reductase, nghĩa là nó làm cho mềm cơ tiền liệt tiến ra và làm cho dễ đi tiểu. Cái thứ hai là thuốc nhóm ức chế 5 alpha reductase để nó làm mềm tiền liệt tiến ra, đồng thời làm nhỏ bớt cái tuyến tiền liệt tiến nữa, nghĩa là nhưng mà bên cạnh đó khi dùng những cái thuốc y học hiện đại thì nó có những cái tác dụng phụ như chú có thể bị rồi đó, nghĩa là chú cảm giác là giảm về cái sinh lý của mình, có thể là có tình trạng xuất tinh sớm hoặc là chú sẽ bị mệt mỏi do cái tình trạng như là khô họng, khô môi hoặc là tình trạng chóng mặt hoặc là tăng huyết áp, thì đó là những cái tác dụng phụ. Tại vì bệnh lý tiền liệt tiến là đa số là mình phải dùng lâu dài. Nếu mà dùng mà những cái tác dụng phụ nhiều như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể mình rất là nhiều. Thì nếu chú có tiền liệt tiến chú đã to như vậy và chú đã khó chịu vậy mà chú đã dùng thuốc tây nhiều vậy rồi thì theo tôi thì thứ nhất là chú nên kiêng cử về chế độ ăn, tránh những cái đồ kích thích, tránh những cái rượu bia để cho nó bớt kích thích tiền liệt tiến để nó giúp cho hỗ trợ cho điều trị của chú. Thứ hai là chú ăn thêm rau để chú giúp cho cái bớt cái tình trạng, nghĩa là thêm những cái khoáng chất giúp cho trao đổi chất tốt. Và thứ ba là chú nhớ chú uống nước đều nhiều, mặc dầu chú đi tiểu đêm nhiều thì gần tối chú bớt uống nước thôi, chứ ban ngày chú vẫn phải uống nước đủ khoảng 2 lít 2 lít rưỡi. Thứ ba đó là chú nên ăn thêm những cái chất có omega 3 như là cá ngừ, cá hồi hay cá nục vân vân, hoặc là dầu, những loại dầu hạt như là dầu đậu nành, dầu đậu phộng, dầu mè, thì nó giúp cho thêm những omega 3, omega 6 thì nó cũng kích thích cho, nó giúp cho phục hồi lại những cái tế bào, chống những cái tình trạng oxy hóa, chống những cái gốc tự do để giúp cho cái tế bào tiền liệt tiến nó không có bị tổn thương nhiều. Và dĩ nhiên cái chú hỏi về cái sản phẩm có chứa cái AGE Broad chiết xuất từ cây hoàng ngũ sắc kết hợp với cái cao trên nữ hoàng cung kết hợp với cao ngũ tấc, thì tôi nghĩ rằng cao cỏ xước, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái sản phẩm hỗ trợ rất là tốt để giúp cho cái bệnh lý tiền liệt tiến của chú, tại vì nó ức chế vào đúng cái ức chế cái hoạt động của 5 alpha reductase mà trong vòng 48 tiếng thì cái nó sẽ giảm được cái kích thước tiền liệt tuyến, đồng thời nó sẽ giảm được cái số lần đi tiểu, cũng như người ta nghiên cứu thấy khi nói về cái điểm để điều chỉnh về cái tình trạng rối loạn đi tiểu á, thì ta thấy nó giảm từ 22 xuống còn 15. Và đặc biệt là nó không có tác dụng phụ nào hết, thành thử nên nó rất là an toàn cho chú có thể sử dụng lâu dài. Thì tôi nghĩ rằng ngoài cái sử dụng hỗ trợ, giải pháp hỗ trợ đó, chú có thể tập thêm những cái như về cử kiêng, về ăn uống, về tập những cái ngắt nước tiểu, khi mà đang đi mình ngắt bớt để làm nó kéo dài thời gian tiểu mình ra, thì điều đó rất là tốt để cho hỗ trợ bệnh lý của chú. Đó là những cái tư vấn của tôi dành cho chú. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ rất là cụ thể từ bác sĩ. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là với phần trả lời đó thì vị khán giả của chúng ta cũng sẽ có thể là dễ dàng hơn, có thể cải thiện được tình trạng ở thời điểm hiện tại của mình. Và kính thưa quý vị, tình trạng phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó, tuy lành tính nhưng mà lại gây ra bất tiện trong cuộc sống của nhiều người, đúng không ạ? Và quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng tiền thiên đan chứa chiết xuất AGE Pros độc quyền từ Mỹ, giúp giảm kích thước u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giảm tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn từ 0 tới 1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu rắc ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Và ngay lúc này đây thì trong thời gian phát sóng, nhãn hàng Tiền Thiên Đan cũng dành tặng 100 suất ưu đãi đặc biệt mua 1 tặng 1 cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện thoại về số điện thoại miễn cước 1800 6723 để đặt mua Tiền Thiên Đan.
Theo đó thì 100 khách hàng đầu tiên đặt mua một hộp tiền thiên đàng 80 viên sẽ được tặng ngay một hộp tiền thiên đàng 20 viên. Số lượng quà tặng có hạn cho nên là quý khán giả hãy nhanh tay gọi đến 1800 6723 để nhận được ưu đãi đặc biệt này quý vị nha. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một câu chuyện về hành trình chiến thắng triệu chứng vì đại tiện liệt tuyến của một nhân vật thực tế trong phóng sự ngắn mà chúng tôi thực hiện ngay sau đây. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Sinh ra và lớn lên tại Thường Tín, Hà Nội, nhưng anh Hiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã dành tình yêu lớn với những món ăn và công việc này đã theo anh tới tận bây giờ. Ngày xưa tôi cũng dạy nấu ăn, trong thời gian làm tôi cũng đi làm nhà hàng thêm, và sau đó thì trong quá trình làm thì tôi làm được độ khoảng 25 thì tôi thấy chín mùi rồi, thì tôi về tôi muốn lập nghiệp của bản thân tôi. Đợt này thì tôi cũng nghỉ nên là công việc nó cũng nhàn nhã thêm. Khoảng 2 năm vừa rồi đây tôi thấy cảm giác người tôi rất là khó chịu, đi tiểu nó khó tức ở bụng sót á. Buổi đêm đi nhiều, lắm khi phải 4-5 lần đi nó mất ngủ lắm. Cứ ai mách thì tôi lại uống cái thuốc lá, nhưng mà càng uống thì lại càng đi tiểu nó khó, nó dắt. Thử đi khám ở trên bệnh viện thì người ta nói là cái tiền liệt tuyến của tôi 35 gram, so với người bình thường là to hơn. Thế nên tôi cũng rất là cảm giác trong khó chịu trong người. Cũng kiêng khen rượu bia nhưng mà cũng chưa thấy đỡ gì cả. Mà tôi thấy mệt mỏi lắm, sáng ra nó ề oải. Bị cái bệnh này thì sinh lý nó yếu hẳn. Thực sự vợ chồng lắm khi nó cũng hơi khó khăn một tí. Tôi rất ít thì thể dục, tôi nghĩ mình này, tuổi này thì chưa có vẻ bệnh tật gì cả. Thế nhưng mà sau quá trình này thì tôi biết là cái bệnh này nó ảnh hưởng đến sức khỏe và cả cuộc sống trong gia đình nhiều lắm. Những buổi tụ họp bạn bè gần như anh phải từ bỏ, nhưng những mệt mỏi vẫn dai dẳng đeo bám. Một ngày nắng đẹp, chúng tôi ghé thăm lại Hạ Long, thành phố biển đang chuyển mình với vô vàn thay đổi. Sau 3 tháng tôi được các bác sĩ chuyên gia hướng dẫn tôi ăn uống đúng giờ hơn, không bia rượu, tôi cũng không uống cái nước lá nữa, thì tôi cảm giác đi tiểu không rát nữa và không đi dắt như mọi khi, cũng không hay đi nhiều lần nên không mất ngủ. Giờ là không thấy tức bụng mà cuộc sống tối với cái thứ thoải mái lắm, ngủ ngon. Và bây giờ sức khỏe của tôi nó đỡ nhiều nên là cái viện sinh lý tôi bây giờ tôi đỡ như hơn rất nhiều trước rồi. Nên tôi trở lại những người bình thường như 3 năm trước của tôi. Tôi thường dùng thêm thảo dược chiết xuất AGE Prod cũng đỡ rất nhiều về tiền liệt tuyến. Tôi giảm hẳn tiểu đêm và tiểu dắt. Nhưng mà không tìm hiểu đâu thì bệnh nào cũng cảm giác là nguy hiểm. Bây giờ thì trong thời gian vừa rồi tôi đi kiểm tra, tiền liệt tuyến của tôi giờ nó xuống rồi, nó giảm rồi. Thì còn độ 27 gram, bác sĩ bảo là bình thường. Cho nên tôi rất yên tâm, thoải mái về trong cái bệnh tật này thì không trở ngại với tôi nữa. Tôi đã yên tâm trở lại công việc bình thường như mọi ngày, như ngày xưa. Người làm bếp đã đặt hết cảm xúc của mình vào món ăn thì người thưởng thức sẽ cảm nhận được điều đó. Những giây phút được làm nghề mình đam mê, theo đuổi và chăm sóc gia đình cùng với một cơ thể khỏe mạnh đã cởi bỏ mọi trăn trở lo âu của người đàn ông tứ tuần. Và thưa quý vị, quả thật là thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta thấy mọi thứ đã được cởi bỏ mọi trăn trở lo âu của một người đàn ông tứ tuần, đúng không ạ? Và đối với người đàn ông là trụ cột trong gia đình của mình thì đây sẽ là một trong những điều để giúp cho các anh có thể là tự tin hơn, làm chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình của chúng ta. Và kính thưa tất cả quý vị, tổng đài 1900 3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi vẫn đang mở quý vị nha. Quý vị đang gặp phải tình trạng phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó, muốn được bác sĩ chuyên khoa Hải Lý Bá Tước tư vấn trực tiếp thì đừng ngần ngại, hãy nhanh tay liên hệ tới tổng đài 1900 3192 để kết nối với bác sĩ của chương trình, thưa quý vị. Ngay lúc này đây thì Quang Quý sẽ được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp chúng tôi kết nối với khán giả tiếp theo ạ. Alo, chào bác sĩ. Tôi tên Lợi, 62 tuổi, Bình Dương. Tôi có bệnh nền tim mạch. Năm ngoái có bị tiểu nhiều lần, tiểu đau buốt, tiểu khó, tiểu xón, tiểu điềm 4-5 lần. Đi khám thì bị vôi hóa đường tiết niệu, u sơ tiền liệt tuyến 33,7 gram. Vậy bây giờ tôi uống tiền thiên đan có bị ảnh hưởng đến bệnh tim không? Ngoài sử dụng dược thảo thì có bài tập nào để kiểm tra đường tiểu không?
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, xin chào anh. À, cái tình trạng của anh là gọi là bị cái tình trạng là cái phi đại tiểu đường tiến, và anh đã nghĩa là 33,7, nghĩa là nó lớn hơn bình thường nó khoảng 20-25 thôi. Thì khi 37 với cái tuổi anh thì nó cũng không đến nỗi quá đáng, nhưng mà nó cũng đã lớn, nhưng mà tùy theo nó nhỏ nhưng mà gọi là có nhỏ nhưng có vỏ. Ví dụ nó nằm ngay cái vị trí mà nó làm cho kích thích lên cái bàng quang, hoặc là nó làm ép nó to, mà nó to hướng trong, nó ép vào cái niệu đạo thì nó cũng là làm khó chịu vô cùng, chứ không phải nó nhỏ là mình yên tâm là nó không ảnh hưởng. Có nhiều cái nó to nhưng mà nó ảnh hưởng bên ngoài thì nó không có bị cái tình trạng, không có tác động lên cái niệu đạo thì nó không bị khó chịu nhiều. Thì với cái tình trạng của anh như vậy thì tôi nghĩ rằng anh đầu tiên anh muốn hỏi về bài tập, thì tôi nói là đầu tiên anh nên tập gọi là ngắt nước tiểu. Anh đi tiểu khoảng chừng, ví dụ anh đi tiểu đang đi thì anh nên nín lại một lần, đi tiểu nín là khoảng 3-4 lần. Anh cứ nín xong đi lại, nín xong đi lại, anh tập như vậy để cho cái cơ sàn trọng nó mạnh hơn. Thứ hai là làm cho anh nên tập gọi là để mà kéo dài thời gian đi tiểu. Ví dụ anh đi tiểu một ngày, bình thường là người ta cho đi phép khoảng 8 lần một ngày, thì ví dụ anh đi khoảng 10 lần, thì bây giờ anh cố gắng làm sao mà nín lại để tạo thành khoảng 8 lần một ngày thôi, thì nó giúp cho cái đường tiểu nó cũng quen dần và giúp cho hỗ trợ cho cái đường đi tiểu nó bớt khó chịu. Thì còn thứ hai là anh có thể nằm ngửa ra, anh đạp xe đạp trên không, để cho giúp cho cái vùng hông chậu nó hoạt động tốt thì nó cũng bớt. Ví dụ anh đi có thể anh đi tập đi bộ hoặc anh tập bơi cũng là hỗ trợ cho cái vùng hông chậu rất tốt và giúp cho đường đi tiểu hoạt động tốt hơn. Thì đó là những cái mà về bài tập. Ăn uống thì có thể anh tránh những cái chất kích thích. Tránh những chất kích thích ha, thì để mà anh không có bị cái tình trạng như là trà cà phê nè, rượu nè, thuốc lá nè, để bớt cái tình trạng kích thích tiểu đường tiến. Thì ngoài ra anh có thể sử dụng thêm hỗ trợ những cái bệnh cái sản phẩm AG Evros để giúp cho tại vì nó ức chế và đúng núm alpha 5 alpha reducta để nó giảm bớt cái tình trạng kích thích cái men dihydrotestosterone để làm không có làm tăng phi đại tiểu đường tiến của anh. Tôi nghĩ là đó là điều cần thiết, thì anh có thể sử dụng thêm hỗ trợ giải pháp đó để giúp cho cái bệnh lý anh tốt hơn. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và ngay lúc này đây thì để có thể tiết kiệm thêm thời gian cho chương trình thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết nối cùng với vị khán giả tiếp theo đang chờ đợi ở đầu dây bên kia ạ. Quang Quý xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Alo. Tôi nghe. Dạ, xin được chào vị khán giả. Mình có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như là đặt câu hỏi cho bác sĩ ngay lúc này luôn đi ạ. Tôi Tân Tuyến. Tôi muốn đặt câu hỏi là tôi bị phì đại tiểu đường tiến đó, thì tôi có đi kiểm tra ở bệnh viện rồi thì người ta tính làm sinh thiết. Vâng. Thì có chụp hình rồi, hình MRI rồi. Thì kích thước tiểu đường tiến lớn. Vâng. Nhưng mà trong thời gian mà tôi chờ đợi chụp hình chứ làm các xét nghiệm chứ lâu quá. Tôi mới ra mua thuốc dưỡng bảo á. Ừ. Cũng thì thấy cảm thấy nó bớt dần đi. Đến hôm nay thì nó đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều cũng 70-80% rồi. Nhưng mà không biết mình có duy trì thuốc này hoặc là mình đổi qua tiền thiên đang á, thì uống nó có hết hẳn luôn không, hay là phải đi khám của bệnh viện nữa. Dạ vâng, xin chào anh. Như vậy, cái tiểu đường tiến của anh nó đã to rồi và người ta đã chụp MRI ra để ta coi cái tiểu đường tiến của anh và người ta có đề nghị sinh thiết, thì tôi nghĩ rằng anh phải tiến hành theo cái đó. Tại vì khi người ta đề nghị sinh thiết nghĩa là cái vấn đề có thể người ta xét nghiệm PSA, cái nghiệm máu của anh á, thì cái khả năng nó có những cái vấn đề mà ta nghi ngờ thì người ta mới tiến hành sinh thiết. Tôi nghĩ rằng cái điều đó là anh nên tiến hành trước đã để anh đánh giá cái tiểu đường tiến mình coi nó có tình trạng quá xấu hay không. Nếu là có thể, tại vì trong tiểu đường tiến thì một số cái phi đại nó cũng có một số trường hợp nó bị gọi là hóa ung thư, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó người ta khuyên anh nên đánh giá để anh có cái đánh giá tốt hơn về cái tiểu đường tiến của mình. Nếu anh bị cái tình trạng, nếu mà anh đánh giá xong không có vấn đề gì thì như anh nói anh đã có thể dùng cái vương bảo, đang dùng vương bảo tốt, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng là cái điều cần thiết cho anh. Nếu anh đang dùng mà cái hiệu quả tốt, nhưng mà cái hiệu quả là một chuyện, bớt cái tình trạng triệu chứng, nhưng mà cái hiệu quả thực sự trên cái tiểu đường tiến á, thì anh phải đi kiểm tra lại xem nó có nhỏ lại được hay không, nó có ảnh hưởng được hay tốt hay không. Nếu mà nó có tác động tốt, nó có giảm được
cái tiểu tuyến thì tôi nghĩ rằng cái sản phẩm, cái giải pháp đang sử dụng là tốt. Còn nếu anh thấy rằng đi kiểm tra lại mà cái tiểu tuyến mình không thay đổi được gì, hoặc thể mình giảm cái triệu chứng, thì có thể anh chuyển qua cái giải pháp và dùng cái sản phẩm mà từ cây hoa ngũ sắc là có Agaros để và kết hợp với trinh nữ hoàng cung với cao cỏ xước để nó hỗ trợ cho bệnh lý của anh, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn, tại vì nó đánh vô đúng cái gọi là ức chế cái hoạt động của năm alpha reducta để nó ức chế được cái nó làm giảm bớt được cái sản xuất ra cái hormone sinh dục là dihydrotestosterone, mà cái đó là nó làm tăng kích thước tiểu tuyến, thì tôi nghĩ rằng đó là cái giải pháp mà nó giúp cho đánh trực tiếp vào cái nguyên nhân gây ra tình trạng phi đại tiểu tuyến, thì anh có thể tham khảo thêm. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và bên cạnh đó thì sản phẩm Tiền Thiên Đan mà ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị cũng chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, cho nên là cũng sẽ không có những tác dụng phụ. Và giống như là một vị khán giả lúc trước mới nãy cũng đã kết nối với chương trình là uống nhiều thuốc Tây là bị nóng trong người, đúng không thưa bác sĩ? Và kính thưa tất cả quý vị, tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 3192 của chúng tôi vẫn đang mở. Quý vị khán giả đang gặp tình trạng phì đại tiền liệt tuyến, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó, muốn được tư vấn trực tiếp thì hãy gọi ngay đến tổng đài của chúng tôi quý vị nha. Thời lượng chương trình có hạn cho nên chúng tôi sẽ ưu tiên kết nối các khán giả gọi về sớm nhất. Xin được nhắc lại tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 3192. Và để tiếp tục chương trình thì Quang Quý xin được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp chúng tôi kết nối với khán giả tiếp theo ạ. Alo, xin chào bác sĩ, tôi tên Quân, nhà ở quận Tân Phú, năm nay tôi 50 tuổi. Hơn một năm nay tôi bị đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần liên tục. Mỗi lần đi không bị đau, không bị đau mà nó bị xoắn từng tí một. Mỗi đêm đi vậy từ 6 đến 7 lần. Một ngày tôi đi tổng cộng trên dưới 15 lần đó bác sĩ. Tôi có đi khám bệnh viện thì bác sĩ nói tôi bị tuyến tiền liệt 57 gram. Bác sĩ có cho tôi uống thuốc, nhưng bản thân tôi thì có huyết áp thì tôi cũng uống kèm theo thuốc huyết áp. Mỗi lần uống thuốc xong thì tôi cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, qua mắt, đứng ngồi không yên. Kể từ đó đến nay tôi bỏ thuốc, tôi không uống nữa và cũng không đi khám bác sĩ. Nay tôi xem chương trình thì tôi muốn hỏi bác sĩ là bệnh này có uống thuốc được không, hay là uống thuốc thảo dược, thuốc nào uống không bị tác dụng phụ mà tốt. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, thì thứ nhất là như vậy, anh không đi khám là tôi thấy cũng hơi không tốt cho anh rồi. Dạ. Thì một cái bệnh lý mà cái từ lượng tuyến anh đã 57 gram là cũng tương đối to đấy, bình thường người ta chỉ 20-25 gram thôi. Ừ. 57 gram thì gần như hơn gấp đôi rồi. Nếu anh đang dùng thuốc mà anh thấy có những vấn đề bỏ như vậy thì tôi nghĩ là không nên. Thì có thể nếu anh muốn dùng thuốc, anh dùng thuốc tây không được thì có thể anh chuyển qua dùng những cái dạng về thảo dược là rất là tốt. Còn không thì anh nên đi tái khám lại và anh nhờ những vị bác sĩ đó người ta chỉnh liều hay người ta đổi thuốc cho anh để người ta anh hỗ trợ. Nếu anh muốn dùng thuốc tây tiếp thì anh có thể thay đổi được để nó giúp cho anh bớt cái tình trạng khó chịu tiền liệt tuyến, chứ không anh để cái tình trạng nó sẽ tăng lớn lên. Nhiều khi bây giờ nó không phải 57 đâu mà tôi nghĩ nó sợ nó hơn rồi, 60-70 thì cũng có. Thì tôi nghĩ là anh cần đi khám. Còn nếu mà anh muốn dùng những cái sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thì cái giải pháp đó tôi thấy cũng rất là tốt, tại vì nó không có tác dụng phụ nè. Là dĩ nhiên anh uống vô với anh tình trạng cao huyết áp thì nó không hoàn toàn không ảnh hưởng gì huyết áp của anh. Đồng thời nó được nghiên cứu lâm sàng như là từ cái chất Agaros là được nghiên cứu lâm sàng do một cái tiến sĩ người Úc tên là Elizabeth Steele vào năm 2017. Người ta đánh giá được trên 107-109 bệnh nhân và người ta đánh giá được sao cái ức chế được cái hoạt động của men 5 alpha reducta tới 62.5% lận. Mà nó ức chế hoạt động của men đó thì nó làm giảm bớt cái gọi là cái nội tiết tố dihydrotestosterone của nam á, thì nó làm không phát triển được cái phì đại tiền liệt tuyến. Đồng thời người ta kết hợp thêm với cái cao trinh nữ hoàng cung, cao cỏ xước thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Tôi nghĩ là anh có thể kết hợp thêm. Ngoài ra anh cũng nên tập thể dục thêm, ví dụ đi bộ, đi bơi mỗi ngày đều đặn, mỗi ngày khoảng nửa tiếng để giúp cho cái cơ thể anh hoạt động tốt, để bớt cái tình trạng nghĩa là cái cơ thể mình trao đổi chất tốt thì cái tiểu liệt tuyến cũng là một yếu tố nó sẽ giúp cho anh dễ chịu hơn. Ăn uống thì tránh rượu bia, thuốc lá, cà phê để giảm bớt cái kích thích tiểu liệt tuyến, để nó bớt cái tình trạng đi tiểu.
Rồi uống nước thì anh chú ý uống ngày khoảng 2 lít, chứ phải bị uống nước, bị đi tiểu nhiều anh không uống nước. Ngày 2 lít để anh có thể 2 lít rưỡi để mà anh đi, và anh đi tiểu bình thường, mà ví dụ anh đi tiểu đêm nhiều thì anh bớt, tránh cái lượng nước uống ban ngày nhiều hơn. Dạ. Bớt gần tối ngủ thì anh bớt lại cái tình trạng đi uống nước vào ban đêm. Thì tôi nghĩ rằng cái đó anh nên làm, và điều quan trọng tôi khuyên anh vẫn là nên đi khám lại, đánh giá lại thực tế của mình, chứ anh không nên ngừng ngay như vậy, rất là nguy hiểm. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thật sự khi mà chúng ta lựa chọn một cái loại thảo dược để có thể là mình bổ sung, mình lựa chọn được đúng cái nhãn hiệu đó rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta lựa chọn ở ngoài thị trường á, thì chắc chắn là cũng sẽ có những lúc chúng ta gặp là những cái thuốc giả và thuốc kém chất lượng, đúng không ạ? Thì nếu như mà quý vị một lần đó, chúng ta tránh gặp phải những cái tác dụng phụ, chúng ta dùng những cái loại thảo dược rồi nhưng lại dùng thuốc giả, thuốc kém chất lượng thì nó vẫn ảnh hưởng, đúng không ạ? Hay là các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường. Thì như vậy, khi mà quý vị lựa chọn các sản phẩm bảo vệ sức khỏe thì quý khán giả chúng ta cần phải lưu ý lựa chọn sản phẩm bao gồm những yếu tố như sau. Thứ nhất là có cấp phép của Bộ Y tế. Thứ hai là phải có nguồn gốc xuất xứ một cách rõ ràng và sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Thứ ba, nguyên liệu được nghiên cứu chứng minh là có hiệu quả. Thứ tư, được kiểm nghiệm an toàn tại các cơ sở y tế uy tín trên cả nước. Thứ năm, được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông uy tín, quý vị nha, để đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng ta. Và chúng tôi xin được thông tin thêm là với chiết xuất là AGE Plus độc quyền từ Mỹ, Tiền Thiên Đan là một giải pháp từ thảo dược một cách cực kỳ hiệu quả cho người bị phì đại tiền liệt tuyến, được các chuyên gia trong và ngoài nước khuyên dùng, khả năng ức chế enzyme chuyển hóa hormone sinh dục 5 alpha reducta. Tiểu đêm từ 3 đến 4 lần thì sẽ giảm xuống còn là 0 đến 1 lần, giảm tình trạng tiểu sóng, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó. Và kết quả nghiên cứu được ghi nhận tại Úc năm 2017. Đặc biệt chỉ trong ngày hôm nay mà thôi ạ, Tiền Thiên Đan đang có chương trình ưu đãi đặc biệt, mua 1 tặng 1. Thông tin chi tiết thì quý vị hãy liên hệ 1800 6723. Xin được phép nhắc lại 1800 6723. Và kính thưa quý vị, tổng đài tư vấn của chúng tôi vẫn đang mở dành cho tất cả quý vị. Và nếu như mà chúng ta có thắc mắc gì cứ gọi về cho chúng tôi, đừng ngần ngại quý vị nha. Còn bây giờ thì Quang Quý sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối cùng với chúng tôi với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng, tôi là Phạm Ngọc Sang ở Hà Nội, năm nay 76 tuổi. Ê, tôi bị tiền liệt tuyến tức là 75-76 gram rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi nhờ bác sĩ là tư vấn cho là nên như thế nào, mà tôi đang uống thuốc Vương Bảo, tôi uống rồi, tôi uống Vương Bảo nó sẽ hết hơn 3 triệu. Thế mà uống rồi không khỏi, thế là xong rồi tôi điện lên công ty lại gửi tiền về giả cho tôi. Đấy, thế để báo cáo bác sĩ là bây giờ tôi đang uống cái thuốc của bệnh viện cho. Đấy, mới lại cái kit te, tức là cái sinh nữ hoàng cung của Thường Tín sản xuất. Thế, vâng, thế báo cáo bác sĩ là hôm nay tôi ngồi xem TV, tôi thấy bác sĩ tư vấn rồi. Thế thì tôi xin hỏi là bác sĩ giúp cho là nên như thế nào? Vâng, xin hỏi anh là hỏi chú là cái tình trạng cái tiền liệt tuyến chú nó có ảnh hưởng gì tới cái triệu chứng của chú không? Đi tiểu như thế nào không? Đi tiểu thì tôi đi tiểu, nước tiểu vẫn trắng, vẫn trong, vẫn bình thường. Có khó chịu đi tiểu nhiều lần không ạ? Ban đêm đi tiểu không? Đi thì nhiều lần, ngày thì cũng đi nhiều lần, mà tối thì phải đi được, trước kia là 6-7 lần, 5-6 lần. Đi tiểu có khó lắm không chú ạ? Đi đứng một lúc mới đi được, anh ạ. Dạ vâng. Đứng một lúc mới đi được. Thế bây giờ báo cáo bác sĩ là tôi thì trước kia là dùng cả cà phê, thuốc lá, rượu riêng, bây giờ tôi bỏ hết rồi. Dạ vâng. Ừ, một tuần tôi uống 2 ly cà phê thôi. Dạ rồi. Được không ạ? Dạ rồi. Giờ vâng, xin tôi tư vấn cho chú như vậy. Mấy lại tôi uống là toàn nước muối thôi. Nước muối đấy thì có ảnh hưởng gì không ạ? Sao uống nước muối để làm gì ạ? Uống nước vối á. Nước vối à? Nước vối à? Giờ nước vối thì không sao ạ. Nước cây lá vối mà. Dạ, dạ, lá vối thì không sao. Dạ, dạ. Vâng. Dạ, bây giờ... Dạ, xin được tư vấn chú như thầy như vậy. Cái tiền liệt tuyến chú là tương đối lớn, là 76 gram rồi. Thì tôi nghĩ rằng nó rất là lớn rồi. Thì thứ nhất là nếu mà nó cái triệu chứng nó không có quá nhiều, thí dụ chú để ý nè, người ta phải phẫu thuật khi có những cái dấu hiệu như sau. Nghĩa là cái tình trạng nhiễm trùng tiểu của chú tái đi tái lại nhiều lần. Thứ hai là có thể gây bí tiểu. Thứ ba là nó gây sỏi thận và nó ảnh hưởng tới chức năng của thận. Thì lúc đó người ta sẽ có khuynh hướng là phải phẫu thuật. Thì cái đó là chú để ý về vấn đề đó của mình. Và nghĩa là chú phải đi kiểm tra hoài. Nghĩa là chú mỗi tháng, có lẽ vài tháng chú phải kiểm tra một lần để chú đánh giá. Bây giờ chú đang được điều trị trong bệnh viện thì tôi nghĩ rằng chú đã được kiểm tra kỹ tốt rồi.
Đó là điều rất là thuận lợi cho chú. Và chú đã dùng thuốc nhiều rồi, nghĩa là đông y cũng có, tây y cũng có, và những giải pháp hỗ trợ cũng có rồi. Thì tôi nghĩ rằng chú nên tập thêm, có thể chú đi bộ mỗi ngày khoảng nửa tiếng, hoặc là nếu không chú đi bộ được, chú có đứa đi bơi thì chú có thể bơi mỗi ngày nửa tiếng, và chú tập đi tiểu, chú tập nín tiểu để chú làm bớt cái tình trạng, nếu giờ đang đi tiểu chú nín lại để cho bớt cái tình trạng đi tiểu nhiều hơn. Và chú có thể tập cơ sàn chậu để chú ngồi nè ha, chú ngồi xong chú nhíu hậu môn lại xong rồi sau đó chú giữ một chút rồi chú hạ ra, thì đó là cái cách để giúp cho cơ sàn chậu nó chắc hơn, để giúp cho cái tuyến liệt tuyến nó cũng bớt tình trạng đi tiểu của mình. Đồng thời chú có thể như chú là uống cà phê, chú là giảm đi nhiều rượu, chú uống giảm nhiều rất là tốt. Chú nên ăn rau thêm, một ngày chú có thể ăn thêm rau để chú hỗ trợ khoảng nửa ký, để giúp cho cái tiền đường tiến của chú nó có thể trao đổi chất tốt, thêm những khoáng chất để giúp cho cái cơ thể mình không có bị để trao đổi chất tốt hơn. Đồng thời chú uống nước một ngày khoảng 2 lít, 2 lít rưỡi. Đó là những cái chú mà chú cần. Theo tôi thì chú đã dùng thuốc tốt rồi, chú theo dõi rồi, chú đã biết ý thức về cái bệnh lý của mình, thì chú có thể thêm những cái phương pháp đó để hỗ trợ cho bệnh lý của chú. Đồng thời nếu chú muốn sử dụng thêm cái sản phẩm mà được nghiên cứu về cái chuyện ức chế cái 5 alpha reductase là AGE Abroad, là cái hoạt chất đó, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng rất là phù hợp, tại vì nó sẽ làm giúp cho nó ngăn ngừa đúng ngay cái cơ chế là nó làm cho ức chế cái hoạt động của cái dihydrotestosterone, là cái chất mà làm cho phi đại tiểu đường tiến. Thì tôi nghĩ rằng nếu chú sử dụng thêm cái sản phẩm có AGE Abroad thì nó giúp cho cái bệnh lý của chú sẽ tốt hơn. Nghĩ đó là những cái tư vấn của chú để giúp cho chú thêm những cái lựa chọn để giúp cho cái bệnh lý mình nó được an toàn hơn và nó có hiệu quả hơn. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đã nhận được một cái tín hiệu kết nối của một vị khán giả ở đầu dây bên kia rồi ạ. Quang Quý xin được nhờ bộ phận kỹ thuật có thể là hỗ trợ với chúng tôi kết nối cùng với khán giả. Alo, chào bác sĩ. Tôi tên là Lê Văn Hùng, 63 tuổi ở Cần Thơ. Tôi bị đi tiểu đêm nhiều. Nếu đêm nào mất ngủ thì cỡ 30 phút lại vô nhà vệ sinh đi tiểu một lần. Mà tiểu thì tiểu thành hai tia mảnh. Bác sĩ tư vấn giúp tôi uống thuốc gì để khỏi bệnh này. Cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng. Thì xin chào chú. Nghĩa là cái bệnh lý của chú nó như vậy. Đã có khả năng chú bị phi đại tiểu lược tiến rồi, và cái tình tiểu lược tiến đó nó đã ảnh hưởng tới cái tình trạng đi tiểu của chú. Chú thì tiểu đêm nhiều, tiểu ban ngày nhiều, và tiểu nước tiểu chú nó không có mạnh nữa, nó yếu, nghĩa là cái khả năng đó cho cái tình trạng phi đại tiểu lược tiến nó ép vào niệu đạo, nó làm cho đường nước tiểu nó khi ra chú phải rặn nhiều, và khi đi ra như vậy thì nó làm cho những cái tia nước tiểu nó ra nó yếu hơn và nó không có mạnh như lúc đầu. Thì cái điều đó là có khả năng chú bị cái tình trạng của phi đại tiểu lược tiến. Tôi nghĩ thứ nhất là chú về cái ăn uống thì tôi cũng đã nói với những khán giả trước đây là chú có cố gắng ăn thêm rau, uống nước đủ là khoảng ngày khoảng 2 lít, 2 lít rưỡi. Đồng thời chú có thể tập thêm cơ sàn chậu, giống như là cô chú đi tập nín tiểu thì chú đang đi tiểu chú nín lại nè, hoặc là chú kéo dài thời gian đi tiểu ra, ví dụ như sáng chú đi khoảng mỗi ngày chú đi khoảng 8 lần, người ta cho phép khoảng 8 lần, nếu chú đi hơn 8 lần thì chú điều chỉnh lại làm sao cho đi trong vòng 8 lần thôi, nghĩa là kéo dài khoảng thời gian của mỗi lần đi tiểu ra nó dài hơn chút để giúp cho cái cơ đóng mở bằng quang hoặc cơ sàn chậu nó quen với cái tình trạng mới để giúp cho cái chuyện đi tiểu mình nó giảm hơn. Đó là cái mà cần chia sẻ với chú. Ngoài ra chú có thể sử dụng hỗ trợ thêm những cái giải pháp để mà ngăn ngừa cái tình trạng phi đại tiểu lược tiến thêm, như là sản phẩm có chứa AGE Abroad để giúp cho hỗ trợ cho bệnh lý của chú. Đồng thời chú cũng không quên rằng tôi không quên nhắc chú là chú phải đi khám mỗi kỳ, như là định kỳ, khám định kỳ và để đánh giá thêm cái tình trạng phi đại tiểu lược tiến mình như thế nào để mình có những cái hướng xử trí tốt hơn. Nếu mà có những vấn đề gì không tốt thì bác sĩ người ta sẽ hỗ trợ cho chú rất tốt để cho chú bớt cái tình trạng khó chịu về cái tiểu lược tiến của chú. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ ạ. Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với một cái thắc mắc của khán giả. Và thưa quý vị, một thông tin nữa mà Quang Quý cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị là hiện nay ở Việt Nam, Tiền Thiên Đan là sản phẩm chứa chiết xuất AGE Abroad độc quyền từ Mỹ, đã được chứng nhận hiệu quả cho nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó, phi đại tiền liệt tuyến. Và chiết xuất AGE Abroad là ức chế 62,5% hoạt động của enzyme chuyển hóa hormone sinh dục 5 alpha reductase trong 48 giờ đầu sử dụng. Giảm số lần đi tiểu cả ban ngày và ban đêm quý vị nha. Giảm triệu chứng rối loạn tiểu tiện, giảm từ 22.0 xuống còn 15.1 điểm IBSS và không gây giảm chức năng sinh lý, an toàn dành cho người dùng.
Và ngay lúc này đây thì nhãn hàng Tiền Thiên đang dành tặng 100 suất ưu đãi đặc biệt mua 1 tặng 1 cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện thoại về số điện thoại miễn cước 1800 6723 để đặt mua Tiền Thiên đan. Và cụ thể thì 100 khách hàng đầu tiên đặt mua một hộp Tiền Thiên đan 80 viên sẽ được tặng ngay một hộp Tiền Thiên đan 20 viên. Số lượng quà tặng có hạn, quý khán giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6723. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 1800 6723. Và kính thưa quý vị, tổng đài tư vấn trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay vẫn đang mở ạ. Và với chủ đề ngày hôm nay là giảm tiêu đêm, tiêu khó vì đại tiền liệt tuyến an toàn, hiệu quả bằng thảo dược. Quý vị khán giả đang có mong muốn là được bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Thước tư vấn trực tiếp, hãy gọi ngay quý vị nha. Xin được nhắc lại tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 3192. Và ngay sau đây thì thông qua tổng đài 1900 3192 thì Quang Quý xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo, chào bác sĩ ạ. Tôi tên Hòa, năm nay tôi 72 tuổi. Bác sĩ cho tôi hỏi, mấy năm nay tôi đi tiểu vào ban đêm rất nhiều, cứ 2 tiếng lại đi một lần với bác sĩ. Ban ngày thì có thể đi tới 6 đến 7 lần. Tôi đi tiểu thì nước tiểu không ra, đứng rặn một lúc thì nước tiểu thì yếu, có lúc lại ngừng, có hôm phải đứng đến 5 đến 10 phút cho ra hết. Không ra thì nó cứ xón tí. Tôi có hỏi người ta đó bác sĩ, người ta kêu pha nước mã đề, rau ngô uống, nhưng tôi cũng không đỡ. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi, tôi phải uống thuốc nào để khỏi cái bệnh này? Cảm ơn bác sĩ. Rồi, thưa cái bệnh lý của chú ở tuổi chú thì với cái tình trạng như chú mô tả là tiểu khó, tiểu nhiều lần ban ngày lẫn như ban đêm thì khả năng với cái tuổi chú thì khả năng của phi đại tiểu lượng tiến rất là rõ. Thì điều đầu tiên là tôi khuyên chú nên đi khám để chú đánh giá cái tình trạng phi đại tiểu lượng tiến của mình, để nó chỉ cần một cái siêu âm thôi người ta biết được cái tiểu lượng tiến mình nó phi đại như thế nào. Dạ. Đó là điều cần thiết. Cái thứ hai là như chú nói là chú nghe người ta nói là dùng mà rau mã đề với lại rau ngô để chú uống để chú hỗ trợ cho cái bệnh lý của chú. Thì mã đề rau ngô theo y học cổ truyền thì nó chỉ là những cái thuốc, những cái dược liệu để giúp cho lợi tiểu thanh nhiệt thôi, chứ nó không phải là thuốc để hỗ trợ, nghĩa là giúp cho đường tiểu chú đi tiểu dễ hơn, bớt cái tình trạng gọi là giải độc, nghĩa là nó trao đổi chất tốt hơn, nó đẩy được những chất độc ra ngoài mạnh hơn thôi, chứ nó không phải là thuốc để hỗ trợ trong bệnh lý tiểu liệt tuyến. Nó chỉ là hỗ trợ cái triệu chứng đi tiểu của chú thôi, thành ra nên chú có uống đi nữa thì nó cũng không có lợi gì cho cái bệnh lý tiểu đường tiến của chú. Thì tôi nghĩ rằng chú đi khám để chú ra chẩn đoán tốt rồi thì ngoài ra nếu chú chưa đi khám được, chú có thể dùng những giải pháp như là tôi có giới thiệu, nghĩa là hoạt chất từ AGE Prot, chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc á, kết hợp với cái cao trinh nữ hoàng cung, cao cỏ xước, thì nó sẽ hỗ trợ cho chú bằng cách là nó ức chế ngay cái 5 alpha reducta, cái hoạt động của men đó, thì nó làm cho giảm được cái hoạt động, giảm được cái số lượng học môn sinh dục nam là dihydrotestosterone, thì lúc đó nó sẽ giảm được kích thước tiền liệt tuyến của chú. Thì chú nên đi khám, và nếu chú chưa đi khám được thì có thể sử dụng hỗ trợ thêm. Mà sản phẩm này thì nó có được cái là nó không có tác dụng phụ. Chú có thể dùng, chú có bệnh nền gì có thể sử dụng mà chú không ảnh hưởng gì tới bệnh nền của chú. Tôi nghĩ rằng đó là có giải pháp tốt để giúp cho chú có thể tham khảo để chú đánh giá, chú hỗ trợ cho bệnh lý của mình. Dạ vâng ạ, và quả thật khi sử dụng một cái sản phẩm gì mà không có gây tác dụng phụ thì chúng ta cũng yên tâm hơn, đúng không thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng ạ, và ngay lúc này đây thì thông qua tổng đài kết nối cùng với chương trình thì Quang Quý cũng đã nhận được tín hiệu ở đầu dây bên kia rồi ạ. Xin được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp chúng tôi kết nối ạ. Alo. Alo. Alo, xin được chào vị khán giả ở đầu dây bên kia ạ. Alo. Alo. Xin chào. Dạ chào chú ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Dạ vâng. Không biết là chú có nghe rõ tín hiệu từ phía chương trình không ạ? Xin chào bác sĩ. Dạ vâng. Dạ. Tôi tên Alo. Dạ chú có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ? Tôi tên có nghe. Dạ dạ tôi dạ. Tôi tên là Vũ Anh Tài đó tôi. Dạ. Hiện là tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 2 năm nay đó là tôi đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần đó, thì là tôi ra cái kết quả là tôi bị phi đại tuyến tiền liệt là 47 48. Nhưng mà
tôi mới đi khám, tôi mới đi thử thử lại hôm qua đó thì nó vẫn là 4748. Vâng. Nhưng bác sĩ nói là nếu không có triệu chứng gì đó thì là không cần phải uống thuốc. Vâng. Đó, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có cần phải cái uống thuốc tây để cho nó xẹp cái tiền liệt tuyến xuống hay không? Vâng. Với lại tôi cũng xin hỏi bác sĩ là tôi đi tiểu lúc này là cái đường đi tiểu của tôi nó rất là yếu. Vâng. Vấn đề sinh lý của tôi đó thì nó cũng giảm sút xuống rất là nhiều. Vâng. Đó. Dạ vâng, xin phép được tư vấn nhanh như vậy. Thực phẩm chức năng đó, nhưng mà những cái thực phẩm chức năng đó thì là nó rất là mắc tiền. Dạ vâng. Đó. Dạ, dạ. Tôi xin phép được tư vấn anh như vậy. Cho nó giải quyết cái sự ban đầu trước đã, rồi tôi muốn qua thực phẩm chức năng như vậy. Dạ vâng. Tôi muốn xin cái ý kiến của bác sĩ ạ. Dạ vâng. Thì cái chuyện mà cái tiền liệt tuyến anh là 47 48 gram á, nghĩa là nó cũng tương đối lớn, bình thường nó khoảng 20 tới 25 gram thôi. Thì cái tình trạng đó nó sẽ làm như anh đi tiểu, mà đi tiểu nó bị gọi là cái tiên nước tiểu nó yếu đi đó, cái đó là cũng ảnh hưởng của tiền liệt tuyến, nó ảnh hưởng lên, nó ép vô niệu đạo, nó làm cho cái tiên nước tiểu nó đi khó hơn, và nó tiên nước tiểu nó yếu, tôi nghĩ rằng nó cũng đã có bắt đầu có triệu chứng rồi chứ phải không. Thì tôi nghĩ rằng có, nếu anh muốn dùng thuốc tây thì anh nên đi khám bác sĩ, người ta đánh giá và anh nhờ bác sĩ cho những cái thuốc để anh hỗ trợ cho bệnh lý của tiền liệt tuyến anh. Nhưng mà anh nhớ là trong những cái thuốc về hỗ trợ để về giảm hỗ trợ giảm những cái triệu chứng, giảm những cái thức tiền liệt tuyến của thuốc bên y học hiện đại thì nó có những cái tác dụng phụ. Như là giảm về sinh lý này, xuất tinh sớm này, hay là giảm nóng trong người này, khô họng này, tăng huyết áp này, vân vân, anh phải chú ý một chút khi anh sử dụng. Thì nếu mà anh còn muốn, nếu anh có muốn sử dụng về những cái sản phẩm về giải pháp về thảo dược, hay là những cái giải pháp để mà hỗ trợ cho bệnh lý của anh mà không phải ảnh hưởng tới cái tác dụng phụ, thì tôi nghĩ rằng giải pháp về cái AGEROS là cái hoạt chất mà nó giúp ức chế NAM-alpha reducta là một cái giải pháp rất là hỗ trợ, rất là tốt để nó giảm bớt cái kích thước tiền liệt tuyến. Để nó bây giờ anh là 47 rồi, nếu anh cứ để tình trạng 47 gram nó cứ tăng lên và sau này khuynh hướng nó sẽ tăng lên theo tuổi, nếu anh không lo chặn sớm thì mới muốn nó tăng lên, và lúc đó những cái triệu chứng nó càng nhiều hơn và lúc đó càng khó chịu hơn. Tôi nghĩ rằng anh có thể tham khảo để anh lựa chọn, để anh đánh giá về cái anh hỗ trợ cho bệnh lý của mình. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Như vậy thì bên cạnh cái việc đó là chúng ta lựa chọn những cái cách thức để có thể là hỗ trợ sức khỏe của mình ngay lúc này á, thì không biết là với bác sĩ á, nếu mà chúng ta đã lựa chọn thảo dược rồi thì phải có những cái nguyên tắc nào khi mà chúng ta lựa chọn những loại thảo dược ạ? Vâng, thì thảo dược rất là nhiều, và những cái sản phẩm về hỗ trợ, để giải pháp để hỗ trợ về những cái bệnh lý, đặc biệt về bệnh lý tiền liệt tuyến, thì chúng ta chú ý là thứ nhất là chúng ta phải có những cái sản phẩm đó được cấp phép của Bộ Y tế. Thứ hai là những sản phẩm đó được nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu về hoạt chất để tác động điều đúng đúng vào nguyên nhân của bệnh lý. Thứ ba là được những cái nhà sản xuất có uy tín để giúp cho cái sản phẩm đó nó được có chất lượng hơn và tránh được những cái không tốt cho người bệnh. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái điều mà chúng ta nên chọn để chúng ta hỗ trợ giúp cho cái bệnh lý của chúng ta nó an toàn hơn và tránh được những cái tình trạng phiền toái do những cái sản phẩm mà không có đúng, không chính quy, nó trôi nổi thì rất là nguy hiểm. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, quả thật là bây giờ là ai trong chúng ta cũng phải là cập nhật kiến thức một cách thường xuyên để chủ động hơn, đúng không ạ? Kính thưa tất cả quý vị, hiểu đúng bệnh và điều trị đúng cách là một phương pháp mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc. Và đặc biệt là với căn bệnh như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó vì đại tiện liệt tuyến ở nam giới lớn tuổi. Và Quang Quý cũng hy vọng là sau tư vấn nhiệt tình và chi tiết từ bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Thước đến từ Bệnh viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả quý vị khán giả đã hiểu hơn về căn bệnh mà mình đang mắc phải. Mặc dù chúng tôi cũng đã kéo dài chương trình tới 60 phút rồi, nhưng mà do thời lượng có hạn cho nên là không tư vấn được hết các câu hỏi của quý vị khán giả. Thì quý vị cũng có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 1800 6723 để được tư vấn thêm về bệnh cũng như là cách điều trị vấn đề tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó vì đại tiện liệt tuyến. Một lần nữa xin được cảm ơn nhãn hàng Tiền Thiên Đan của công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Phổ Biết để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ vì đại tiện liệt tuyến, chứa chiết xuất AGEROS độc quyền từ Mỹ, đã được chứng nhận hiệu quả giúp giảm kích thước u xơ vì đại tiện liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm từ 3 đến 4 lần xuống còn 0 đến 1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không hết bãi, tiểu rắc, tiểu khó ở nam giới bị u xơ vì đại tiện liệt tuyến. Và đặc biệt thì nhãn hàng Tiền Thiên Đan đang có một chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1, khi mua một hộp Tiền Thiên Đan 80 viên sẽ được tặng ngay một hộp Tiền Thiên Đan 20 viên. Và chính vì vậy thì quý khán giả hãy nhanh tay gọi về số tổng đài 1800 6723 quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Thước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia và đồng hành cùng với chương trình hôm nay ạ.
Và kính thưa tất cả quý vị, đến đây thì chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời cũng xin phép được khép lại. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau.